Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình có gặp một bệnh nhân bị tai nạn giao thông, đã gãy xương cách đây một tháng rồi, đã nẹp buộc ở dưới bệnh viện rồi, nhưng mà hiện tại thì các xương đầu xương nó chưa có lành ha, chưa có can vì nó di lệch nhiều quá. Thì hôm nay bệnh nhân ghé lại phòng khám thì bên phòng khám sẽ nắn chỉnh lại xương cho thẳng và làm bột lại cho bệnh nhân nha. Bệnh nhân này sẽ không mổ nha các bạn. Rồi xin mời các bạn cùng theo dõi nha. Cái bên phải nó không gãy thì mình có thể mình mở ra, nhưng mà nhưng mà cũng cũng phải mức độ thôi chị. Mở bên phải đều, không đều cũng được. Chứ không phải là muốn mở ngoắc. Muốn mở là mở đâu. Nó phải có cái gì đó khó chịu riêng của nó. Riêng là nếu nó nói không biết. Rồi được chưa? Nha, em trên không còn nữa là đủ. Dở lên được đúng không? Mà dở lên để như vậy thì nó sao? Để vậy không sao gì? Máng luôn đi. Không vậy. Cấn hả? Khoan từ từ, cấn là phải giải quyết cho đường chi đó. Cũng giải quyết một trong đó. Anh ai giải quyết cho anh bột này, anh tốt lắm. Anh chỉ dạy nghề mà anh không lấy tiền công luôn á. Tới thật rồi nha, đây ra xét rồi. Tới thật hả? Tới thật là tôi tới thật là ngón tay tôi nằm đây, tôi cũng cắt vô tay tôi vậy thôi, chứ cắt vô tay không? Rác rác là đứt cái lông mắt ra cho nội. Con về con cạo bớt con mắt đi. Cạo luôn hả? Ừ. Nhưng mốt xong rồi về cạo con mắt đi nha. Mắt nhiều lông quá khó chịu đó. Cái đó buồn đó dày phải không? Buồn đó nó phải dày rồi, tại vì nó nằm ở cái vị trí mà đỡ cả cái hổng vai á. Thấy cánh đâu rồi. Không xanh hết. Chắc nha. Chắc lắm, vui giỡn thôi. Vui giỡn thôi. Rồi sao đại ca? Ok chưa? Tôi mà không đỡ nhiều tôi cắt làm gì? Em chưa? Em giác nhiều dưới đây có cái mũi nhọn. Sao? Dưới phần này đây đúng rồi. Hả? Ok. Chỉ cần vậy cho cái này nó rồi hạ coi được chưa, em chưa, em chưa gì cũng còn cắn nhẹ thôi, cắn nhẹ thôi đúng không, nó không còn ấy không, tại vì tay này có thể dở lên dở xuống, mỏi quá mà cắn quá thì dở lên ha. Chứ bên này là em rồi nè. Cái tay bên đây, bên đây quá mà tay em đây mà nó tê thì mình có thể cứ đậm. Đúng rồi, như vậy. Nhưng mà tay bên này cấn là tại vì tôi gịch bên này để tôi đỡ cho bên này, hiểu chưa? Nhưng mà cái này thì anh có thể dỡ lên dỡ xuống được. Vậy nó đến nào buộc này nó mềm thì mình giữ nữa. Rồi, ok, vậy đi. Nhắc ăn. Rồi. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt các bạn.